Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về top 10 nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam tính đến năm hết năm 2023. Xếp thứ 10 nhà máy thủy điện bản vẽ 320 MW chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Nậm Nơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 200 m, mực nước chết 155 m, dung tích hồ chứa 1,834 tỷ m khối. Số tổ máy: 2 tổ máy, mỗi tổ máy 160 MW. Tổng công suất lắp đặt: 320 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,084,2 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 7 tháng 8 năm 2004. Tổ máy số 1 phát điện ngày 10 tháng 4 năm 2010. Tổ máy số 2 phát điện ngày 19 tháng 5 năm 2010. Xếp thứ 9 nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 công suất 340 MW, chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Đồng Nai, thị trấn Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 476 m, mực nước chết 474 m, dung tích hồ chứa 337 triệu m khối. Số tổ máy: 2 tổ máy, mỗi tổ máy 170 MW. Tổng công suất lắp đặt: 340 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,109 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 26 tháng 12 năm 2004. Tổ máy số 1 phát điện ngày 28 tháng 3 năm 2012. Tổ máy số 2 phát điện ngày 24 tháng 6 năm 2012. Xếp thứ 8 nhà máy thủy điện Tuyên Quang 342 MW chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Gầm, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Các thông số kỹ thuật chính: hình thức đập, đập đá đổ, bản mặt bằng bê tông cốt thép. Chiều dài đập theo đỉnh: 717,9 m. Chiều cao đập lớn nhất: 92,2 m. Chiều rộng đỉnh đập: 10 m. Mực nước dâng trung bình: 36 m. Dung tích hồ chứa nước: 2,245 tỷ m khối. Số tổ máy: 3 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 114 MW. Tổng công suất lắp đặt: 342 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,295 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 22 tháng 12 năm 2002. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 31 tháng 1 năm 2008. Tổ máy số 2 vận hành phát điện ngày 30 tháng 5 năm 2008. Tổ máy số 3 vận hành phát điện ngày 15 tháng 12 năm 2008. Xếp thứ 7. Nhà máy thủy điện Sê San 4 360 MW chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Sê San, xã Mơ Giai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, xã Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 215 m, mực nước chết 210 m, dung tích hồ chứa 893,3 triệu m khối. Số tổ máy: 3 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 120 MW. Tổng công suất lắp đặt: 360 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,4 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 26 tháng 12 năm 2004. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 28 tháng 9 năm 2009. Tổ máy số 2 vận hành phát điện ngày 8 tháng 12 năm 2009. Tổ máy số 3 vận hành phát điện ngày 20 tháng 3 năm 2010. Xếp thứ 6 nhà máy thủy điện Trị An 400 MW chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Đồng Nai, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 62 m, mực nước chết 50 m, dung tích hồ chứa 2,76 tỷ m khối. Số tổ máy: 4 tổ máy, mỗi tổ máy 100 MW. Tổng công suất lắp đặt: 400 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,76 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 30 tháng 4 năm 1984. Tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 30 tháng 4 năm 1988. Tổ máy số 2 vận hành phát điện vào tháng 11 năm 1988. Tổ máy số 3 phát điện vào tháng 4 năm 1989. Tổ máy số 4 phát điện vào tháng 9 năm 1989. Khánh thành công trình năm 1991. Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, công suất 200 MW, mỗi tổ máy 100 MW. Địa điểm công trình tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công trình dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2025. Khi nhà máy thủy điện Trị An mở rộng hoàn thành, dự kiến năm 2025 tổng công suất của cả hai nhà máy Trị An và Trị An mở rộng sẽ nâng lên 600 MW. Xếp thứ 5, nhà máy thủy điện Hội Quảng 520 MW chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình: sông Đà, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, xã Triềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
các thông số kỹ thuật chính, mực nước dâng bình thường 370m, mức nước chết 368m, dung tích hồ chứa 184,2 triệu mét khối. Số tổ máy, 2 tổ máy, mỗi tổ máy 260 MW. Tổng công suất lắp đặt 520 MW. Sản lượng điện trung bình năm 1,90 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính, khởi công xây dựng ngày 8 tháng 1 năm 2006. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 28 tháng 12 năm 2015. Tổ máy số 2 vận hành phát điện ngày 19 tháng 6 năm 2016. Khánh thành công trình tháng 11 năm 2016. Xếp thứ 4, nhà máy thủy điện Iali 720 MW chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa điểm công trình: sông Poco, phụ lưu sông Sê San, xã Iali, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Các thông số kỹ thuật chính, mức nước dâng bình thường 515m, mức nước chết 490m, dung tích hồ chứa 1,037 tỷ mét khối. Số tổ máy, 4 tổ máy, mỗi tổ máy 180 MW. Tổng công suất lắp đặt 720 MW. Sản lượng điện trung bình năm 3,68 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính, khởi công xây dựng ngày 4 tháng 11 năm 1993. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 12 tháng 5 năm 2000. Tổ máy số 2 vận hành phát điện ngày 4 tháng 11 năm 2000. Tổ máy số 3 vận hành phát điện ngày 16 tháng 5 năm 2001. Tổ máy số 4 vận hành phát điện ngày 12 tháng 12 năm 2001. Khánh thành công trình ngày 27 tháng 4 năm 2002. Nhà máy thủy điện Iali mở rộng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định đầu tư dự án nhà máy thủy điện Iali mở rộng, công suất 360 MW, 2 tổ máy 1180 MW. Địa điểm công trình tại xã Ia Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, La Creng, thị trấn Iali, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Dự án dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2021, phát điện 2 tổ máy trong năm 2024. Khi nhà máy thủy điện Iali mở rộng hoàn thành, dự kiến năm 2024 tổng công suất của cả hai nhà máy Iali và Iali mở rộng sẽ nâng lên 1.080 MW. Xếp thứ 3, nhà máy thủy điện Lai Châu 1.200 MW chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm công trình, sông Đà, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Các thông số kỹ thuật chính, mực nước dâng bình thường 295m, mực nước chết 265m, dung tích hồ chứa 1,215 tỷ mét khối. Số tổ máy, 3 tổ máy, mỗi tổ máy 400 MW. Tổng công suất lắp đặt 1.200 MW. Sản lượng điện trung bình năm 4,67 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính, khởi công xây dựng ngày 5 tháng 1 năm 2011. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 14 tháng 12 năm 2015. Tổ máy số 2 vận hành phát điện ngày 20 tháng 6 năm 2016. Tổ máy số 3 vận hành phát điện ngày 9 tháng 11 năm 2016. Khánh thành công trình ngày 20 tháng 12 năm 2016. Xếp thứ 2, nhà máy thủy điện Hòa Bình 1.920 MW chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa điểm công trình, sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Các thông số kỹ thuật chính, mực nước dâng bình thường 117m, mực nước chết 80m, dung tích hồ chứa 9,45 tỷ mét khối. Số tổ máy, 8 tổ máy, mỗi tổ máy 240 MW. Tổng công suất lắp đặt 1.920 MW, sản lượng điện trung bình năm 8,16 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính, khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 30 tháng 12 năm 1988. Tổ máy số 2 phát điện ngày 4 tháng 11 năm 1989. Tổ máy số 3 phát điện ngày 27 tháng 3 năm 1991. Tổ máy số 4 phát điện ngày 19 tháng 12 năm 1991. Tổ máy số 5 phát điện ngày 19 tháng 1 năm 1993. Tổ máy số 6 phát điện ngày 29 tháng 6 năm 1993. Tổ máy số 7 phát điện ngày 7 tháng 12 năm 1993. Tổ máy số 8 phát điện ngày 4 tháng 4 năm 1994. Khánh thành công trình ngày 20 tháng 12 năm 1994. Thủy điện Hòa Bình mở rộng ngày 10 tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Địa điểm công trình tại phường Phương Lâm, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình. Tổng công suất lắp đặt là 480 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 240 MW. Khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hoàn thành, tổng công suất của cả hai nhà máy Hòa Bình và Hòa Bình mở rộng sẽ nâng lên 2.400 MW bằng với thủy điện Sơn La. Dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 7 năm 2025. Xếp đầu tiên là nhà máy thủy điện Sơn La 2.400 MW chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa điểm công trình, sông Đà, xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Các thông số chính, mực nước dâng bình thường 215m, mức nước chết 175m,
dung tích hồ chứa 9,26 tỷ mét khối. Số tổ máy, 6 tổ máy, mỗi tổ máy 400 MW. Tổng công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình 59,4 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính, khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Tổ máy số 1 vận hành phát điện ngày 17 tháng 12 năm 2010. Tổ máy số 2 phát điện ngày 21 tháng 4 năm 2011. Tổ máy số 3 phát điện ngày 25 tháng 8 năm 2011. Tổ máy số 4 phát điện ngày 19 tháng 12 năm 2011. Tổ máy số 5 phát điện ngày 28 tháng 4 năm 2012. Tổ máy số 6 phát điện ngày 26 tháng 9 năm 2012. Khánh thành công trình ngày 23 tháng 12 năm 2012. Chính phủ đang chấp thuận đầu tư dự án thủy điện Sơn La mở rộng lên 3.200 MW.